Xin chào cả nhà. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một số những cái vận động tiêu biểu của thị trường sau khi kết thúc phiên ngày 6 tháng 11 và cũng update những cái trạng thái các dòng cổ phiếu tâm điểm trong ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ trả lời một cái câu hỏi là thị trường nó đã bước vào một cái sóng tăng mới hay chưa? Đó, thì ngày hôm nay anh chị mình có thể thấy là thị trường của chúng ta tăng với một cái biên độ nhẹ nhàng thôi, một cái biên độ hẹp gần 13 điểm. Nhưng mà xét về cái góc độ thanh khoản thì nó lại khá là yếu ha. Ngày hôm nay cái thanh khoản nó còn bé hơn so với những cái phiên trước nữa anh chị. Đó, và thực chất trong ngày hôm nay anh chị mình sẽ thấy là gì? Những cái nhóm cổ phiếu trụ đây anh chị ha, những cái nhóm cổ phiếu trụ nó được đem ra điều tiết ấy. Và ngày hôm nay ngoại trừ kéo trụ thì còn có kéo một số nhóm như là ngân hàng và một vài cổ phiếu thuộc nhóm chứng khoán. Còn lại chúng ta có thể thấy là các cổ phiếu nó không có những cái biến động gì quá mới mẻ cả, đúng không? Thì thực chất mình nhìn về cái chỉ số VN30 ngày hôm nay đi anh chị. Đấy, VN30 ngày hôm nay nó tăng hơn 17 điểm luôn. Đó, trong khi VN của chúng ta chỉ tăng gần 13 điểm thôi. Thì cho thấy một cái điều là gì? Cái vận động ngày hôm nay đa số là nó xuất phát từ nhóm cổ phiếu VN30. Tức là nó kéo trụ để mà phục vụ về cái mặt điểm số, đúng không? Còn cái dòng tiền thì mình vẫn thấy là chưa xuất hiện. Dòng tiền lớn, anh chị lưu ý ha. Và các nhóm cổ phiếu thì nó cũng không có được cái mức độ lan tỏa cao, mà chủ đạo là chỉ kéo ngân hàng thôi. Ví dụ như ngày hôm nay anh chị mình thấy VPBank này tăng tới 5%, đúng không? Hôm nay là ngày 9 tháng 11 là chi cổ tức tiền mặt 10% đấy. Thì anh chị nào không muốn nhận tiền, không muốn nhận cổ tức á, thì chúng ta có thể bán trước ngày 9 tháng 11 là ngày giao dịch không hưởng quyền ha. Đó, thì ngày hôm nay chúng ta thấy là cổ phiếu này nó mở gap và nó tăng, đúng không? Trước thềm chi cổ tức. Đó, và anh chị mình cũng có thể thấy nè, hoàn toàn là nó phục vụ cho cái việc chi cổ tức anh chị. Anh chị mình thấy là khối lượng tăng của cổ phiếu hoàn toàn không vào luôn, đúng không? Một cái nhịp tăng khối lượng thấp, nó mang một cái tính phân kỳ. Đó, và thực chất là nó không phải là những cái nhịp tăng quá chất lượng ha. Tại vì để mà nói về một cái nhịp tăng tốt, một cái nhịp tăng mà nó xác nhận cho cái xu hướng mạnh mẽ tăng điểm về sau của cổ phiếu thì nó phải buộc đi kèm dòng tiền, đúng không? Đi dòng tiền lớn, dòng tiền của tổ chức, dòng tiền của cá mập. Còn bây giờ mà kéo tăng như thế này mà volume nó rất yếu như thế này thì sao anh chị? Về cản trên rất dễ quay đầu, lưu ý ha. Đấy, rồi chúng ta cũng có thể thấy là cái yếu tố ngày hôm nay á, ngoài cái việc kéo những cái nhóm cổ phiếu trụ ra thì xu hướng của thị trường thực chất nó vẫn chưa có sự thay đổi gì quá nhiều. Mặc dù là cái sóng giảm số 2 ở đây là nó đã có những cái yếu tố vượt qua rồi, nhưng mà ở cái sóng giảm chính anh chị, cái nhịp giảm từ 1250 về đến thời điểm hiện tại thì nó vẫn đang dao động dưới cái vùng trend line giảm này, đúng không? Đây là một cái trend chính và đây là một cái trend quan trọng, tại vì nó phải vượt được cái trend giảm này thì nó mới bước vào một cái nhịp sóng tăng, đúng không? Đấy, thì thành ra là anh chị mình lưu ý giúp em ha. Ngày hôm nay thì vận động của thị trường nó vẫn như những gì em đã chia sẻ với anh chị mình ở video cuối của tuần. Tức là gì? Mình cho khả năng là thị trường nó sẽ về lại tới những cái vùng 1080, 1001. Tại đây nó mới gặp những cái áp lực nhất định. Đấy, và thị trường của chúng ta nó muốn tăng điểm anh chị, nó muốn chuyển hóa từ một cái nhịp sóng hồi sang một cái nhịp sóng tăng á, thì ngoài cái việc kéo những cái nhóm cổ phiếu thị trường, những cái nhóm cổ phiếu VN30 thì buộc là cái dòng tiền, cái thanh khoản của thị trường nó phải có những cái sự cải thiện trong những cái phiên sắp tới thì nó mới củng cố hơn cho một cái xu hướng tăng bền vững về sau nha anh chị. Đấy, ví dụ nha, trong cái giai đoạn em giả sử ha, một cái nhịp sóng giảm của thị trường nè. Đó. Sau đó ha, thị trường của chúng ta cân bằng, đúng không? Và có những cái nhịp hồi phục đầu tiên thì đây mình đánh giá là gì? Sóng hồi. Đó, và nó muốn chuyển từ sóng hồi nè. Đấy, một cái sóng hồi túc tắc bò đi lên sang một cái sóng tăng về sau nè anh chị. Đó, một cái sóng tăng mạnh mẽ về sau nè. Thì anh chị mình để ý về cái mặt thanh khoản nha. Đấy, là có phải là từ một cái nhịp sóng hồi khi mà nó chuyển hóa sang một cái sóng tăng thì buộc cái thanh khoản nó phải mang cái tính đột biến không? Đúng không? Thời điểm đó nè, thanh khoản của thị trường nè, giao dịch rất thấp nè, nhưng đùng một cái có một cái phiên mở gap nó tăng, dòng tiền đi vào.
đây là những cái phiên xác nhận ha, dòng tiền tổ chức đã nhập cuộc đó, thì mình mới gọi là gì anh chị, mở cái vị thế nó sẽ mang cái tính an toàn hơn. Còn ở thời điểm hiện tại thì cái xu hướng chính của thị trường nó vẫn đang là giảm thôi. Và anh chị mình phải lưu ý nè, một khi mà thị trường của chúng ta trong một hai phiên sắp tới nữa mà nó tăng nhưng mà cái thanh khoản nó càng nhả thấp á, thì rất dễ điều chỉnh trở lại nha. Đó, và anh chị mình phải lưu ý cái nhịp điều chỉnh trở lại này nè, đôi khi á, nó sẽ rất là nhanh. Tại vì anh chị mình sẽ thấy thị trường của chúng ta trong bốn cái nhịp hồi phục vừa qua là nó đều tăng cả, đúng không? Có thể gọi là tăng tăng chữ V luôn đấy. Đấy, nhưng mà gì? Cái xu hướng chính của thị trường vẫn là giảm. Thì một cái nguyên lý đó là gì? Những cái nhịp hồi nó sẽ yếu và những cái nhịp giảm nó sẽ mạnh. Thì chúng ta có thể hiểu là gì? Khi mà thị trường nó đã quay đầu thì sao? Cái nhịp giảm nó sẽ nhanh hơn, mạnh hơn. Đó, nên là nếu như mà anh chị mà có một cái vị thế nó không tốt, đúng không? Thì khi thị trường rơi vào cái tình trạng như vậy thì chúng ta sao anh chị? Mua sai điểm, đúng không? Và chúng ta buộc phải xử lý nhanh, còn nếu không xử lý nhanh thì cái tài khoản của mình sẽ lại bị âm thêm, lại đi rất là sâu. Đó, và em lưu ý với anh chị mình ha, để ý một số những cái tín hiệu như sau. Ngày hôm nay chúng ta có thể thấy là thị trường kéo trụ là chính, thì mình sẽ bóc tách một vài những cái mã cổ phiếu trụ ngày hôm nay đi, nó kéo vào cái mặt điểm số đi, thì coi là cái trạng thái của các cổ phiếu nó đang như thế nào ha. Tiếp tục là HBG nè, mình sẽ chú ý tới Vietcombank nè, đúng không? SAB đi, đó thì mình nghĩ sang những cái mã cổ phiếu này như thế nào nhé. HBG chúng ta có thể thấy ha, HBG ngày hôm nay nó tăng, nhưng chúng ta thấy là gì? Tăng về đúng những cái vùng kháng cự 26 luôn, đúng không? Về tới đây, về kháng cự mà cái thanh khoản nó sao anh chị, trường hợp mà HBG nó duy trì được quanh cái vùng giá 26 này, đúng không, thì chúng ta có thể kỳ vọng dòng tiền nó lại tiếp tục vào và sao tiếp tục đẩy giá lên, thì lúc đó cái dư địa của VN Index nó mới bền được, nó mới gọi là tăng tốt được, đúng không? Hoặc mình nghĩ sang những cái mã như Vietcombank đấy, chúng ta cũng có thể thấy nè, sau nó giảm ha, thì sau cái vùng cân bằng nó lại có xu hướng tìm về những cái vùng kháng cự, và cái vùng kháng cự này nó là mấu chốt quan trọng để xác định coi là cổ phiếu nó có giữ được quanh cái vùng này và nó tiếp tục tăng giá hay không, nó chuyển từ một cái nhịp sóng hồi sang sóng tăng hay không, hay là gì về tới đây nó lại có những cái yếu tố quay đầu đó, mà mình phải chờ phản ứng, thì phản ứng không thể nào nó qua một hai phiên được hết anh chị đó, mà nó phải cần nhiều phiên. Biết là cái phiên giao dịch ngày hôm nay chúng ta thấy cái yếu tố hàng về của cái nhịp hướng lên này ngày hôm nay hấp thụ khá là tốt và cái lực bán nó cũng không không nhiều, đúng không? Nhưng mà gì, nó chưa đủ điều kiện để mà nó có thể xác nhận là thị trường đảo chiều và tăng mạnh trong giai đoạn về sau được anh chị ha, hoàn toàn không đủ tiêu chí luôn đó. Như em có lấy ví dụ hồi nãy, muốn chuyển hóa từ sóng hồi nó phải muốn chuyển hóa từ sóng hồi sang sóng tăng nó buộc phải có dòng tiền đi vào nha đấy, và nó phải dòng tiền đó nó phải lan sang những cái nhóm cổ phiếu mid cap nữa, chứ không chỉ là một vài nhóm nhất định đâu đấy, thì cái việc mà thị trường đi lên nó mới bền vững được anh chị đó. Thì lúc đó là chúng ta sẽ có một cái gọi là một cái dư địa đầu tư, một cái cơ hội đầu tư lớn về sau đó. Còn đoạn này mặc dù anh chị mình thấy thị trường tốt, nhưng mà trên cái góc nhìn của em là mình đừng sợ bỏ lỡ cơ hội nha anh chị, mình nên chờ khi nào thị trường nó đạt về đúng form, về đủ cái tiêu chí thì mình hẳn tham gia đó. Một khi thị trường của chúng ta nó đã xác nhận chuyển hóa vào một cái nhịp sóng tăng thì cơ hội là rất nhiều, đúng không? Còn ở những cái nhịp mà hồi ngắn như thế này nè, nếu như mà mình tham minh không đúng đó thì sao, lại tiếp tục bị thua, đúng không? Nếu thị trường gặp cản nó lại quay đầu là rủi ro vẫn còn lớn. Nên thành ra em khuyến khích nhà đầu tư mình đang cầm tiền thì mình nên bình tĩnh, kiên nhẫn chờ thị trường nó phản ứng tích cực hơn ở những cái phiên sắp tới, và quan trọng là nó về tới những 1.100 này nè. Giả sử ngày mai tiếp tục tăng thì nó chạm luôn cái vùng 1.100 thì coi cái phản ứng nó như thế nào anh chị ha. Đây là một cái mốc khá là quan trọng của thị trường đó, nên là đây là những cái điều mà em muốn chia sẻ trong cái video ngày hôm nay. Và thực chất ngày hôm nay mình cũng chưa mở vị thế đối với cổ phiếu nào cả, mặc dù là mình hôm nay mình thấy nhóm ngân hàng kéo khá là tốt đấy, nhưng mà mình vẫn dựa vào cái xu hướng của thị trường chung ở thời điểm hiện tại hơn. Bởi vì là thị trường nó ổn á, thì cổ phiếu nó mới có thể có khả năng tăng. Còn ví dụ như thị trường nó vẫn chưa ổn thì sao? Cổ phiếu nó hồi
thì thị trường châu Âu nó vẫn có thể giảm ngược trở lại anh chị. Đấy, nên là anh chị mình lưu ý ha. SAB nè, ngày hôm nay là kéo SAB nè. Đấy, mai ví dụ tăng thêm nhịp nữa là nó phải về cản chưa? Mà anh chị mình thấy con này đúng là nó điều tiết luôn, giảm hình chữ V, tăng hình chữ V nè, đúng không? Điều tiết trụ rất khó chịu ha. Nên thành ra một cái điểm trong ngày hôm nay là em thấy là chưa có dòng tiền vào. Mặc dù là chúng ta thấy là cái sắc xanh lan tỏa cũng khá là tốt. Đấy, nhưng mà cổ phiếu đi lên không có thanh khoản anh chị. Anh chị mình còn nhớ cái giai đoạn trước không? Giai đoạn giữa tháng 10 nè. Đấy, cái giai đoạn này thị trường của chúng ta cũng đi ngang khối lượng thấp nè, đúng không? Đó, đợt đó thì em cũng có đặt cược để mà trích một phần vốn mình đánh T cộng nè. Nhưng mà thua nha anh chị nha. Đấy, hàng về phải xử lý luôn. Đấy, nên thành ra là gì? Mình không xử lý sớm là nó lại có những cái vùng giá sâu hơn nữa. Đó là anh chị mình lưu ý giúp em cái vấn đề này nha. Tốt hơn hết thì chúng ta nên chờ một cái sự xác nhận dòng tiền. Với lại một cái điểm mà anh chị mình có thể thấy trong thời điểm hiện tại, đó là cái đường MACD này. Đường MACD và xu hướng của thị trường nó sẽ có mối tương quan. Em lấy ví dụ nhé. Ở cái thời điểm mà thị trường hiện tại nè, anh chị mình thấy nè, MACD của thị trường đang có chiều hướng cắt lên. Thường có chiều hướng cắt lên là xu hướng của VNI nó sẽ có chiều hướng tăng, đúng không? Nhưng mà anh chị mình nghĩ sang những cái thời điểm trước nha, khi mà MACD nó cắt lên nè, đấy thì thị trường của chúng ta chỉ có một cái nhịp hồi nhẹ thôi, sau đó lại giảm. Hoặc là trước đó nữa nè, đấy cũng có chiều hướng cắt lên nè, đúng không? Thì MACD chuyển từ đỏ nhạt sang xanh nè. Nhưng mà anh chị mình thấy nè, cái xanh này á, nhưng mà cái xu hướng thị trường nó không tăng, mà thay vào đó nó đi ngang, sau đó nó giảm mạnh. Đấy, tức là gì? Mình thấy là ở đây lấy thêm một cái ví dụ nữa của cái xu hướng tăng đi thì anh chị mình sẽ hiểu rõ hơn. Còn ví dụ như trong một cái xu hướng thị trường tăng thì giả sử như đường MACD nó có chiều hướng cắt lên thì xu hướng của VNI nó sẽ tăng mạnh hơn. Đúng không? Giả sử ở đây có chiều hướng cắt lên nè. Đấy. Cái thời điểm này ha thì sau đó là gì? VNI lại tăng mạnh hơn. Tức là gì? Khi thị trường nó đã xác nhận vào một cái xu hướng tăng thì MACD nó sẽ mang cái tính đồng thuận, tức là gì, cắt đi lên nó tăng mạnh, tức là có một cái mối tương quan anh chị. Còn trong cái thời điểm mà gì, thị trường đang bước vào một cái chiều hướng giảm thì khi mà MACD cắt lên nó không nói lên được quá nhiều nha. Đấy, và xu hướng chính hiện tại nó vẫn đang là giảm luôn. Đấy, nên là giả sử ví dụ ngày mai thị trường tiếp tục hồi thì MACD vẫn có khả năng hồi phục, nhưng mà sao, cái nhịp hồi nó sẽ không mạnh và khả năng thị trường của chúng ta quay đầu nó vẫn là có. Đấy, vậy thì một cái điểm tiên quyết ở thời điểm hiện tại đó là gì? Phải có dòng tiền nha. Đấy, còn không có dòng tiền mà thị trường nó đi lên túc tắc từ từ á là nó sẽ không an toàn cho cái vị thế của mình đó. Nên là thành ra tốt hơn hết anh chị mình nên chờ cái thời điểm chín mùi thì lúc đó em sẽ tư vấn vào cái điểm mua sau nhé. Rồi mình sẽ đi sang một số cái cổ phiếu tâm điểm trong ngày hôm nay đi. Ngày hôm nay thì chúng ta thấy là ngân hàng tăng khá là tốt và có một cái sự đồng thuận, đúng không? Đó, mình hồi nãy là có chia sẻ về VB rồi, mình nhìn sang những cái mã khác như là STB. Anh chị mình thấy STB tăng cũng rất là tốt nè, đúng không? Nhưng mà gì, nó đang về lại những cái vùng cản mạnh nè, lưu ý ha. Đó, rồi MB Bank nè, MB Bank thì có chiều hướng nó đã cắt qua rồi, nhưng mà anh chị mình thấy là cái xung lực dòng tiền nó cũng không quá quyết liệt đó. Nên thành ra nếu như mà con này nó muốn tăng bền vững á, nó phải tích lũy lại, tại vì về đây cái là gặp kháng cự rồi, đúng không? Hoặc chí ít nó phải test lại và nó phải dao động nửa cái mặt bên phải của cái đường trendline giảm này đó, thì như thế nó mới thể hiện được là gì, lực mua của con này nó mạnh, đúng không? Nó đỡ giá, ai bán xuống mua lên là có lực mua lên, phải có đỡ giá như vậy thì xu hướng của cổ phiếu nó mới tốt lên được, đúng không? Nó mới tích cực lên được, nó mới khởi sắc được. Còn nếu như mà không có yếu tố đỡ giá, tức là dòng tiền không cải thiện thì sao? Hoàn toàn có thể quay ngược trở lại và đây xác định là những cái nhịp phá vỡ giả. Đó, thấy không? Nên thành ra là phải chờ thêm anh chị ha. Rồi, SHB, ngày hôm nay SHB cũng có dòng tiền vào khá là tốt nè, đúng không? Nhưng mà gì? Chúng ta thấy một cái điểm là về ngay kháng cự. Đó. Và một cái điểm chung ví dụ như HSG, chúng ta thấy ngày hôm qua em có chia sẻ với anh chị mình ở video đó, phải coi con này về kháng cự 20 nó phản ứng như thế nào, đúng không? Ngày hôm nay đúng là đóng cửa vùng giá 20 luôn. Và không biết những cái phiên giao dịch sắp tới thì nó sẽ vận động ra sao. Nhưng mà em thấy một cái trạng thái gọi là hồi mạnh mẽ của cổ phiếu. Vì vậy đây được em cho rằng là cổ phiếu này nó đã hồi kịch biên trong ngắn hạn nha anh chị. Và về tới đây nó phải có những cái yếu tố tái tích lũy trở lại. Đó, hoặc là nó phải có test lại nha.
Đấy, chứ cái việc mà cổ phiếu nó vượt luôn những cái vùng này là rất khó nè anh chị. Lưu ý ha. Còn khi mà nó xác nhận vượt được á, có dòng tiền lớn đi vào thì em sẽ cho cái điểm giải ngân ngay lập tức đối với cổ phiếu HSG luôn. Tại vì con này là cái xu hướng đoạn vừa rồi thì nó giữ rất là ok. Đó, và nếu như nó có xác nhận dòng tiền cải thiện hơn thì rất là tích cực ha. Đó thì mình cũng kỳ vọng thôi anh chị. Đó, còn cái phản ứng của cổ phiếu thì mình phải chờ thôi. Chứ mình không có gọi là đi ngược thị trường được, tại vì xu hướng chính của VN nó vẫn đang là giảm, đúng không? Nè, một cái trend lớn nè, nối những cái đỉnh lại với nhau thì vẫn đang đi xuống nè. Đó, mà cái việc mà anh chị mình mua ở thời điểm hiện tại là mình có phải đi ngược trend xu hướng không? Ha, đi ngược trend xu hướng rất còn gặp rủi ro ha, nên thành ra mình có thể mua trễ được. Đấy, nhưng mà nó đảm bảo về cái vị thế của mình, còn hơn là việc mình đi trước, đúng không? Mình đi trước cái xu hướng. À, thì đôi khi là cái xu hướng nó không ủng hộ thì mình lại phải cắt lỗ thôi. Nên là anh chị mình thấy đó, cái con đường nào nó cũng đến cái mục đích là tìm về lợi nhuận, đúng không? Mình đầu tư mình phải có lãi đó, và quan trọng cái bước đầu tiên là gì? Cái vị thế nó phải an toàn đã, đó thì chúng ta mới có thể nắm qua được những cái biến động của thị trường rồi mình đạt những cái target nó cao hơn đấy. Còn ở thời điểm hiện tại mua cổ phiếu rất sợ luôn anh chị, thật chất luôn á. Cái tâm lý là mình rất là khó giữ luôn. Đấy, nên thành ra là gì? Em không có đề cập những nhà đầu tư nào mình mua bắt đáy dưới này, mình lên tới đây rồi mình có một cái khoản lãi lớn, rồi mình lại nói thị trường thế này thế kia, đúng không? Không mua được, tôi có lãi nhiêu đây đấy, thì mình không có nói. Thực chất anh chị mình mua ở đây là anh chị mình thuộc cái trường phái bắt đáy rồi. Còn cá nhân em, quan điểm của em thì không có bắt đáy, nên thành ra là mình chờ cái xu hướng nó ổn định hơn thì em sẽ tư vấn những cái điểm giải ngân nó an toàn nhất đến với nhà đầu tư nhé. Rồi, ngày hôm nay ngoài SHB ra thì có CTG cũng hồi ok nè. Đó, nhưng mà con này hồi cái gặp cản nè, đúng không? Đấy, VIB nè. VIB thì cái trạng thái của cổ phiếu nó đang về lại những cái vùng cản 19x nha anh chị. Đấy, nhìn chung cái biên dao động của con này nó hơi lỏng chút. EIB nè, cân bằng nè. Ngày hôm qua phiên hôm thứ 6 là một cái điểm tạo đà rất tốt để mà con này có những cái nhịp đẩy nền á. Nhưng mà hôm nay anh chị mình thấy nè, dòng tiền nó không vào, nó không vượt được cái vùng đỉnh trước luôn. Tức là nó vẫn dao động trong cái vùng biên sideways luôn, đúng không? Đó, nên là phải có dòng tiền ha. Giả sử như là nhóm bất động sản đấy, thì em có chia sẻ những cái mã như HDC nè. Đó, buộc là nó phải có dòng tiền, mặc dù là hôm nay nó đỡ tốt ấy, nhưng mà sao, phải có dòng tiền thì mình mua nó mới an toàn, đúng không? Đó, rồi đít nè, đít nè, gặp cản luôn cho anh chị ha, vượt đỉnh nhưng mà gặp cái cản đỉnh trước, vượt trend nhưng mà gặp cản đỉnh trước. Và một cái điểm của đít á, một cái điểm yếu là vượt cản nhưng mà khối lượng thấp đó, nên thành ra đó, con này lên tới đây nó phải tích lũy lại ha, chứ nó không thể tăng mạnh hơn đâu, anh chị lưu ý. Rồi Đức Xanh thì sao? Đấy, Đức Xanh cũng gặp cản luôn ha. Đó, phải chờ phản ứng ha. Anh chị mình thấy đó, thị trường của chúng ta mặc dù cổ phiếu nó tăng nhưng mà gì, đa số đều gặp cản lớn cả. Đấy, và bản chất cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì em thấy là nó chưa có một sự đồng thuận. Đó, cũng như là dòng tiền lớn nó chưa vào. Đó. Nên là tổng quan ngày hôm nay thì là một cái nhịp hồi phục bình thường, và những nhà đầu tư nào mình chưa cơ cấu thì mình nên tận dụng những cái nhịp này, mình cơ cấu được những cái vùng giá tốt đối với những cổ phiếu mà mình mua ở vùng trên mình chưa xử lý được á. Đó thì có thể canh cái nhịp này mà mình cơ cấu nha. Còn mua mới thì em sẽ hướng dẫn sau. Đó, dạ rồi, nội dung của buổi video ngày hôm nay em muốn chia sẻ với anh chị là cái điểm vào hiện tại thì nó chưa có phù hợp và mình nên chờ tiếp theo những cái phản ứng của thị trường. Và em cũng sẽ liên tục update cho anh chị mình trên kênh YouTube, nên là anh chị đừng quên theo dõi kênh bằng cách là gì? Đăng ký kênh Châu Phạm Stock anh chị ha, nhấn nút đăng ký kênh nè và bật cái chuông thông báo thì sẽ có khi nào em lên video là điện thoại của anh chị mình nhận được thông báo là mình vô coi ngay. Đấy, và anh chị cũng đừng quên ủng hộ em bằng cách là nhấn nút like video để em có nhiều động lực hơn, ra nhiều video hơn, chia sẻ với cả nhà. Hiện tại thì em cũng có một cái room cộng đồng, anh chị đừng quên ha. Thì cái room này là cái room chúng ta cùng nhau trao đổi về cổ phiếu, rồi những cái kiến thức, chia sẻ về những cái kinh nghiệm đầu tư. Đấy, và em cũng sẽ update những cái nhận định của mình, những cái khuyến nghị về cổ phiếu ngay trong cái room này luôn. Nên là anh chị có nhu cầu thì mình cứ tham gia room này hoàn toàn miễn phí nhé. Dạ rồi, một lần nữa xin cảm ơn anh chị mình rất nhiều đã theo dõi đến hết video. Và hẹn gặp cả nhà ở những video sau.